cái ngập của thành phố Hồ Chí Minh là một bài toán khó giải. Người ta cũng đã giải lâu lắm rồi nhưng mà chưa xong được, và có thể là rất có thể là khó xong lắm. Bởi vì trước hết là chúng ta để đi sai sách từ đầu. Từ những năm cách đây vài chục năm về trước, ta muốn chống ngập nó phải có một cái quy hoạch nó rất là khoa học đã. Mà cái quy hoạch này là dựa trên một cái quy hoạch chống ngập là dựa trên một cái địa hình, trên một cái lập địa của thành phố Hồ Chí Minh. Lập địa của thành phố Hồ Chí Minh là nó ở cái dạng là một đô thị bán ngập triều. Có nghĩa là cái đô thị này là phải nước vào ra một ngày hai lần và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thủy triều. Khi mà triều cao cũng phải đến đến 3 mét so với triều thấp, triều minh mức mắc như vậy, nó chênh lệch như vậy. Thế thì nó có cái chênh lệch triều như vậy thì nó phải ra vào thường xuyên thì mới thông thoát được. Nhưng mà khi người ta lập đô thị thì đô thị là phải có đường, có nhà, đường và nhà chi chít dày đặc và ngang dọc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Rồi mà khác nữa là khi mà lập đô thị ấy, thì là phải lên nền, lên nhà, mà lên nền lên nền thì là phải đắp đất, đào đất, rồi mà khi là đào đất như thế là ngăn cản cái khả năng thoát tiêu thoát. Nên nước triều mà bình thường ấy, nó ra vào rất là hiền từ, và nước mưa xuống thì mà khi sau khi dứt cơn mưa thì có cái hệ thống kênh rạch chằng chịt như vậy, nó thoát thủy tự nhiên rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ chúng ta đắp chắn bê tông hóa như vậy thì rõ ràng là nó bị ảnh hưởng. Có cái chuyện là tù nước và không tù nước, đó là cái chuyện rất là khôi hài. Nhưng mà thôi, tôi không bỏ qua chuyện đó. Chúng ta nói là trước hết là sai lầm về quy hoạch. Còn một thời kỳ là thành ủy có đưa cho tôi, nhờ tôi bí thư và phó bí thư thành ủy, và nhờ tôi phê phán cái góp ý thì quy hoạch chống ngập của thành ủy. Thì tôi nói là thành ủy là chúng ta đã làm sai từ đầu. Đáng lẽ là quy hoạch theo một cái trên một cái lập địa nhất định ấy, thì có một cái quy hoạch theo cái lưu vực, từ những cái lưu vực phân ra các lưu vực, và lưu trong lưu vực lớn thì có lưu vực nhỏ, và thoát thủy chống ngập ở được một cái lưu vực nhỏ nào đó thì tổng cộng lại là hoàn toàn cả cái lưu vực nó sẽ chống chống ngập. Ở đây chúng ta lại quy hoạch theo chống ngập theo con đường. Theo con đường thì cứ ngập của đường thì chúng ta phải lên đường. Mà ngập đường thì là lên đường thì nhà dân phải lên theo. Thế thì mà cuộc chạy đua giữa nhà dân và đường là không bất kỳ công tận. Nên là không khi nào mới kết thúc được. Và có những cái tình trạng là nhiều khi đường cao hơn nhà và nhà dân trở thành những cái hố để đựng nước và những cái hầm sâu nữa chui ra chui vào, thậm chí còn nơi đang là xây tường để chắn không cho được ngập đường. Thế thì nhà dân ở dưới kia là bị gì tối om và bị ngập ở trong cái vũng nước, cái hố nước. Đây là những cái sai lầm về quy hoạch đấy. Rồi chúng ta làm những con đê, những con đường mà thực ra là những con đê. Những con đê, ví dụ đi, tôi cho rằng là cái đường Nguyễn Văn Linh về mặt nào đó nó rất là có lợi. Nhưng mà cũng là Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh và những cái thứ đó là nó đã trở thành những con đê chắn ngang, không cho được nước thoát, không cho nước mưa thoát, không cho nước triều rút ra. Đấy, thế thì thay vì ta làm những cái con đường mà gọi là cầu vượt, đi đường theo kiểu đường cầu cạn, thì chúng ta lại đắp đất một cách kiên cố để là thoát nước.
phải để cho nó thoát nước một cách tự nhiên như vậy cho nó nhanh hơn, bởi vì cái tiết kiệm thoát nước như vậy là rất lớn. Còn mà chúng ta chỉ cho qua cái bồng cống này kia thì không thoát nước được. Rồi là gì, kế hoạch làm cả cái cống thoát nước ở những đô thị bản ngập triều như tôi nói này, là cái hệ thống cống thoát nước phải lớn gấp 2, gấp 3 lần so với cả bình thường, đô thị bình thường. Thế nên bởi vì này phải lợi dụng cái cống thoát nước vừa là cái nơi trữ nước tạm thời, như là một cái hồ điều hòa nhỏ vậy. Thế thì chúng ta làm khi mà phát triển đô thị cứ nối dài cái đường ống thôi. Mà nối dài đường ống là một cái cách là tiết kiệm không tăng thì không thoát nước nữa. Thoát nước rất chậm. Nó là phải ứ nước và lại dồn nước là nhiều hơn. Đấy. Hay là chúng ta có những sai lầm về lấp kênh. Theo cái nghiên cứu của chúng tôi, điều tra chúng tôi là đến 17-18% cái kênh rạch của thành phố này, diện tích kênh rạch đó và sông rạch là bị lấp. Bị lấp thì là làm sao mà thoát nước được. Đó, đơn giản ai cũng hiểu cả. Hay là những cái thời kỳ ban đầu thì Phú Mỹ Hưng ấy, tôi đã phản đối kịch liệt khi mà bắt đầu mới xây dựng Phú Mỹ Hưng. Tôi nói là Phú Mỹ Hưng phải trả lại cái lỗi bằng tiền về cho tài nguyên đất đai cũng như là môi trường của thành phố, bởi vì Phú Mỹ Hưng trước là một cái đầm lầy và là nó là một cái hồ điều hòa tự nhiên. Thế thì bây giờ đắp đất lên để xây nhà. Thế thì chúng ta hiểu rằng một khối đất đổ xuống là một khối nước trào lên, thì đó là ngập chứ. Giải thuyết trả thế nào được? Mà nếu để thì nó trữ cái nước mưa ở trong thành phố cho thành phố, và nước triều vào thì nó cũng dừng lại đấy, nó chưa vào được thành phố ngập, thấm ngập. Thế thì mà chúng ta đắp được một cái đô thị đẹp, Phú Mỹ Hưng là đẹp, rất là hiện đại, nhưng mà lại ngập thì lại bị tăng lên. Nhưng mà sau khi mà tôi đã đề xuất bao nhiêu lần này, hãy Phú Mỹ Hưng đào bao nhiêu, đắp bao nhiêu cái vạch khối đất vào cái đất vào vùng đó, thì phải đào bấy nhiêu cái kênh và cái hồ chứa nước thay vào mới cân bằng nước được. Thế rồi gần đây nhất là về vấn đề quy hoạch Thủ Thiêm. Quy hoạch Thủ Thiêm thì trong cái tính toán của người ta là khoảng 800.000 mét khối nước sẽ đổ dồn về quận 1 và thành phố, hồi đó thành phố cũ, nếu mà Thủ Thiêm hình thành. Thế thì vì sao mà khi mà dồn nước lên như vậy tổng lượng nó không thay đổi, thì về nếu mà không có Thủ Thiêm, khu đô thị mới Thủ Thiêm thì nó sẽ trải ra, nó không làm cho đô thì mới quận 1, quận 3, quận 5, quận 7 là bị ngập. Thế nhưng mà không có cái khối nước đó bị gánh chịu cho, thế thì nó trở thành vào đang ngập tiếp. Đấy, đây là chưa nói là nhà cao tầng mọc lên, nhà mọc sát đất lên thì rõ ràng là cái thoát nước rất kém. Thoát nước không khó mới giải quyết được, chứ nói đó là sạt lở này kia. Để hút nước được, bơm mà khủng như vậy, thì nó nếu có giải quyết được thì cũng giải quyết một cách tức thời thôi, và tình thế thôi. Và cũng là không thể để thuê được 7, 8 năm hay 10 năm như thế được. Bởi vì thế này, cái hạn chế của cái anh máy bơm này là anh phải có được mồi ban đầu. Nghĩa là phải có ngập nào đó, khoảng một khoảng nào đó, nhất định nào đó, thì nó mới tạo được cái áp lực chân không hút được đi được. Nhưng mà nếu chưa có cái đó thì không hút được. Cho nên là cái đầu trận mưa khoảng nó ngập là 10cm là chưa làm gì được cả. Thế thì phải đợi cho nó ngập nhiều nữa thì nó mới hút được. Mà cái quá trình hút nước nó vận chuyển, vận động như vậy ấy, thì động cơ nó hoạt động thì tạo nên một cái xung lực rất mạnh, và nó làm có thể rung rồi lắc rồi là va rồi đập, và làm tạo những cái khoảng chân không ở trong các cái ống, thế thì dễ bị phá vỡ. Và Nguyễn Hữu Cảnh là trên một cái nền đất yếu, rất yếu, và dưới cái nền trung cổ của nó là nó có cái chuôi đồ trượt, cho nên là nó cứ đi theo năm tháng nó cứ xịt xệ dần dần, nó chuôi xuống, và như vậy rất nguy hiểm.
Thì ở Nguyễn Hữu Cảnh không phải là tù nước nữa rồi, có người dân nào vào là tù tù nước chứ, khoảng một mét mét mấy nên là nửa mét mới tù được. Thì thế thì ở đây tôi nói trở lại vấn đề là giải quyết cái chuyện vấn đề chống ngập theo kiểu hút máy bơm là rất tinh tế và rất tận kém, mà cũng không tốt cho cái nền đất yếu của mình. À, có những cái dự án, ví dụ như dự án về các cái hệ thống chống ngập nước kêu do cái công ty Trung Nam nó đang tiến hành, thì tôi còn đi thăm một ngày ở đấy, thì người ta dẫn tôi đi, tôi cũng thấy là họ cũng triển khai mạnh mẽ đấy. Và họ nói với tôi là đã được khoảng 70-80% công trình, nhưng mà nếu mà về cái mặt nào đó, cái hạn chế của nó về tính thoát nước, chỉ có thoát được một triều thôi, tức là chống ngập triều thôi, chứ không phải là chống được tất cả. Đấy là ý thứ nhất, nghĩa là không phải là nước mưa không chống được, mà là chỉ mới là chống ngập gió triều vô thôi, nghĩa là 8-9 cộng 12 cái cộng gì đấy, ở mấy cái cổng chính của nó là ở cái mương chuỗi. Thế thì tất cả những cái đó cũng là mới chỉ ở mức độ chống ngập gió triều thôi vào, chứ còn từ cả là chưa làm được. Tuy nhiên nếu mà giải quyết được một mặt như thế thì cũng ổn tương đối đi, nhưng mà lại làm mới được 70-80% mà lại bị dừng, thế thì cũng là một cái điều không hay lắm. Mặc dù nó hạn chế của nó cũng có, ví dụ như là cái hệ thống nếu thế đi theo lưu vực mà chống ngập đấy ấy, thì cái ngập theo lưu vực mà người ta khoanh đỉnh đó, thì rõ ràng ở thành phố này có rất nhiều cái cửa sông, cửa lạch rạch và nhiều cái thứ lạch chiều đấy đi vào sông rạch về lạch cái gì đấy chít, nó không vào chỗ này thì nó vào chỗ kia. Ý thứ nhất, ý thứ hai là cái khả năng thẩm lầu của cái đất thành phố này rất lớn, nghĩa là bên trên có đê, có cầu, có chắn, nhưng mà dưới nước, dưới đất ấy, là có hệ thống có hữu cơ rất nhiều, cho nên là mặt đường thì rất khô, thì xe chạy được, nhưng bên dưới thì nước nó cứ thẩm qua, gọi là hiện tượng thẩm lậu, nên nước nó vẫn vào, cho nên cái khả năng chống ngập nó cũng bị hạn chế, và nó không vào chỗ này được thì nó vào chỗ kia. Và nó xung quanh cái đô thị đó, khi nào mà chúng ta giải quyết một cách triệt để toàn bộ lưu vực lớn của thành phố thì khi đó mới gọi là cô lập được cái nước ngập gió triều. Mà khi mà giải quyết được ngập gió triều thì phải kết hợp với được ngập gió mưa. Đấy, gió là được trên nguồn đưa xuống đấy, thì là được trong dân thải ra. Nhưng mà chúng ta làm dở thì chúng ta bỏ ngang thì cũng là một cái mà không hay lắm. Nhưng mà tôi nói là luẩn quẩn, giải quyết không thông suốt từ đầu cuối. Như tôi nói là nếu như vấn đề đô thị và phát triển đô thị của thành phố mà đi về phát triển về hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, về hướng tức là phần là phủ về Bắc như Củ Chi, Hóc Môn và một phần của Thủ Đức, gần đến Bình Dương, Đồng Nai, thì khả năng chống ngập rất là ít. Cho nên mà chúng ta lại tiến quân về phía Nam, về Đông Nam thì cái khả năng ngập thì càng nhiều. Nhà Bè, quận 7 là gần là đất của ta, là kể cả Cần Giờ nữa, nhưng mà thực ra là đó là vùng là rất dễ bị ngập và nền đất rất yếu. Tôi cho rằng là cái sai lầm về chiến lược là chỗ đó. Cái nữa là gì? Chúng ta không những là về ngập được mà kể cả đường xã nữa. Bây giờ các bạn xem là nếu chúng ta làm đường ở phía Củ Chi, Hóc Môn thì đường rất bền vững, rất là lâu. Nhưng mà cũng như thế đầu tư vào Nhà Bè, quận 7 thì đường chạy chỉ được vài năm lại bắt đầu lại hư. Bởi vì nền đất rất yếu, không có nền hoặc không có nền. Đấy, chúng ta quy hoạch là phải quy hoạch phải thông suốt được cái chuyện đấy, phải nghĩ đến cái gì để nhiều hơn. Rồi để sai lầm là tôi đừng nói cái này là sai lầm từ đầu. Bây giờ chữa thì rất khó chữa, cũng phải cái người những người cái đời chống ngập là thay giỏi gì mà lại để ra được những cái chính sách mà một cái chiến lược mà rất là ngoạn mục.
vì điều kiện rất khó khăn như vậy, khí hậu biến đổi một cách khó lường như thế, nước ngập, nước biển dâng lên mỗi năm 7 cm đấy, thế thì không những là không giải quyết được tạo sốt ráo mà lại càng ngày càng khó khăn thế. Đó là con đường, cho nên là bạn này là bỏ tay thì cũng có thể là một cái ý nào đấy, nhưng mà trên thực tế thì rất là khó giải quyết, mà cái ảnh hưởng và sự chịu gánh chịu thì là người dân. Những nhà mà ở trung bộ vùng thấp, rồi những cái chỗ những người đi lại trên những cái tuyến mà đường mà dễ bị ngập thì là chịu ảnh hưởng thôi.